ở đâu? Ở Nga. Trước điều trị cho mấy đồng chí ở Canada về, thế đây này đang nghỉ mà, nghỉ được. Dài mà. Bạn này bị mụn nhiều chị ạ, mụn xuống cả cổ, này chăm sóc hơi kém nhỉ. Phải hướng dẫn bạn này cách chăm sóc để sau khi điều trị nó khỏi rồi sang đấy tự chăm sóc được da. Chứ không để này thì con gái một tháng này cố gắng điều trị nó đỡ được khoảng tầm 80-90%, sau đó phải dùng thuốc mang đi thôi nhé. Hôm nay này ở bên đấy nó khô, khí hậu nó khô cho nên là da em là da dầu. Đúng rồi. Nó rất tiết rất là nhiều dầu ấy, không thể làm cách nào. Không sao, mình phải dùng các sản phẩm để điều chỉnh chứ. Dùng cả kem cấp ẩm, nước hoa hồng dưỡng ẩm các không đủ. Trước tiên bây giờ mình phải xử lý đó. Này chị nhìn này, mụn nó lại xuống tận đây mà sao? Ngực có không, lưng có không? Kinh quá. Nhìn sợ, người ta cũng kinh luôn ý. Một là hôm nay mình làm hút tắc nghẽn, hai là xử lý nhân nhá, ba là kê đơn. Đấy, và một tuần sau thì khám lại nhá. Kem chống mụn là kem gì ạ em? Kem Pyro. Pyro. Wow. Nhưng mà anh nghĩ rằng đợt này em mới dùng nó chứ còn trước kia thì em phải có dùng các sản phẩm khác rồi chứ. Bởi vì của em hôm nay là nó bị gọi là gì nhỉ? Bị đi bị lại nhiều lần rồi, có những đợt của em nó đỡ, có những đợt nó lại nặng lên ấy. Sau lại đỡ. Tại sao anh lại nói thế? Bởi vì của em trên mặt có rất nhiều sẹo và vết thâm với các lứa tuổi khác nhau. Vâng. Đúng không? Có khi nào em thấy nó đỡ hẳn không? Nó về hẳn như bình thường. Nó kiểu nó cứ dở dở. Dở dở luôn. Ok. Thế sữa rửa mặt thì em có dùng cái gì không? Không đúng không? Có, sữa rửa mặt em dùng của CeraVe đấy kìa. À, những cái sữa mà em dùng nó kiểu đơn thuần ấy. Nhưng mà này xem nào, cái này của em thì nó là mụn trứng cá nặng đấy, mình phải điều trị thôi em nhé. Vâng. Một là hôm nay mình sẽ làm sạch này, thứ hai là xử lý cái nhân, thứ ba là anh kê đơn cho em. Mục tiêu của mình là một tháng nó phải khỏi được khoảng 80-90%. Vâng. Một tháng là khoảng bao nhiêu buổi ạ? 4 buổi, một tuần em đến một lần nhé. Vâng. Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế cay nóng và dầu mỡ, không sờ tay lên mặt, không kệ nặng, cái đấy khó. Vâng, được. Dễ hay khó? Dễ. Và em phải hạn chế thức khuya. Vâng. Được chưa nhé? Wow, khá nặng đấy, chán chiếc thứ có hết kính nhá. Có vẻ là nhiều mụn ẩn lắm anh này. Những cái mụn ẩn dưới da của bạn là rất nhiều. Mụn ẩn thì người ta gọi giống như quả bom nổ chậm. Khi nào mà bị kích nổ bằng vi khuẩn thì nó sẽ thành mủ. Đây này, nổ bom. Đấy, xong để thành hố bom. Hố bom là thành sẹo lõm hoặc là vết thâm. Vì thế nên cái này phải điều trị đúng nhá. Một là mình phải làm cái hút tắc nghẽn, hai là phải xử lý cái nhân mụn, ba là kê đơn. Mục tiêu thì của bạn ấy sau khoảng 1 tháng nó phải khỏi được khoảng 80-90%. Sau 1 tháng tất cả đây điều trị đều như thế, sau 1 tháng mới khỏi được tầm đấy. Nó tuổi vậy thì nó lắm đã rồi lắm. Đúng rồi. Thứ hai là về nhà mình phải hạn chế ăn đồ cay nóng và dầu mỡ nhá, không được sờ tay lên mặt, không kệ nặng, đúng không nhỉ? Điều trị đâu không biết nhưng điều trị bác sĩ Hoàn thì sau 3-4 tuần phải khỏi 80-90% nhá. Hạn chế thức khuya vừa nói xong nhá. Ok, không được thức... tức là không dùng thuốc bôi gì, em chỉ dùng mỗi sữa rửa mặt. Nhưng sao anh thấy chỗ này nó thâm đấy? Nó có liên quan gì đến cái việc em dùng cái gì không? Cái này là mụn mà mới nặng. Chỗ này có mà cả mảng thâm này không? Nếu mà những cái vết thâm này thì anh không nói nhé. Ví dụ chỗ này của em là bình thường này, là vết thâm do sau khi mà em nặng xong thì thành mụn, nó để lại thâm, nhưng cái chỗ này là cả mảng. Em có dùng cái thuốc gì mà nó bong chóc da không? Đây này, đấy, em nhìn thấy không? Đấy, cả mảng lớn đấy. Thuốc gì mà để trị mụn bong chóc da không? Không dùng thuốc gì hết ạ. Mà có dùng đông y đông hết gì không? Không. Đông y đợt trước có uống thuốc bắc. À, thuốc chứ không bôi đúng không? Không, không thoa. Đây là từ kiểu giải độc. Anh thấy là mụn của em nhiều lắm em ạ. Cái này mình phải điều trị đúng nhé. Một là mình sẽ làm cái hút tắc nghẽn, thứ hai là xử lý cái nhân em ạ. Mục tiêu của mình là sau khoảng 1 tháng thì của em nó phải đỡ được khoảng 80-90% về cái mụn nhé. Còn cái mà thâm với sẹo này thì em cân nhắc có thể xử lý cùng hoặc là để sau cũng được, tùy. Nhưng sau này nó sẽ đỡ dần nhé. Về nhà em hạn chế ăn đồ cái nóng và dầu mỡ nhé. Không sờ tay lên mặt, không kệ nặng, không thức khuya nhé em nhé. Nó tí nhưng mà thời gian lại lên. Ồ, em lên nhiều mụn nhỉ. Da em nó là da dầu em ạ, lỗ chân lông giãn. Thế da em có hàng nghìn vết mụn. Nhỏ. Đúng rồi. Em đừng sờ tay lên mặt nhé, đừng kệ nặng. Thứ hai là cái này phải điều trị cho đúng. Một là mình sẽ làm cái hút tắc nghẽn, thứ hai là mình xử lý cái nhân, thứ ba là anh kê đơn cho em. Mục tiêu của mình là sau khoảng 1 tháng thì của em nó phải đỡ được khoảng 80-90% nhỉ. Về nhà hạn chế ăn đồ cái nóng và dầu mỡ, không được sờ tay lên mặt, không kệ nặng, được không? Nhá. Sao em để nó bị nặng này? Sao kinh khủng thế này? Rồi em ngứa, mùa hạnh ngứa gãi. Em hay sờ tay lên mặt không?
Dạ. Có hay sờ tay lên mặt không? Có, đợt gần đây là có. Thế có bôi những cái thuốc linh tinh lên mặt không? Chưa, chưa bôi gì. Nặng quá, để mặt không chốt. Chỉ bị hai quả má em. Em để này, cái này thành sẹo mất em ạ. Nhá, để nặng quá. Cái này thành sẹo mất thôi, quá nặng luôn ấy. Mụn rất là ghê luôn. Dưới đây có mủ này, có cả mụn ẩn bà này, rồi, mụn viêm này, đầy đủ hết này. Đây, tất cả nó đều có mủ này. Mủ to luôn ấy, nhá. Cái này phải điều trị thôi em ạ, nhá. Trước chị em đến đây. À, chị gái à? Ok, nhưng mà chị Thâm không được em ạ. Thứ nhất là bởi vì là sao? Cái chị Thâm là giai đoạn 2, tức là khi mà cái mụn nó hết rồi thì mình mới bôi kem chị Thâm. Còn trong quá trình thì mà bị mụn này thì mình phải xử lý cái mụn cho nó khỏi đã em ạ. Nhá. Cái này thì hôm nay mình phải điều trị cho đúng. Một là mình sẽ làm cái hút tắc nghẽn. Thứ hai là làm cái laser xử lý nhân mụn nhá. Quay đây này xem nào. Nặng quá nhỉ. Ui giời. Sẹo nhiều này, mụn dưới da nhiều này. Chị ra đây cho em để thế này, cho em điều trị sớm như để này. Nhá, yeah. Về anh kê đơn cho em. Cố gắng trong khoảng tháng của em nó khỏi được khoảng 80-90% nha em nhá. Về nhà hạn chế ăn đồ cây nóng và dầu mỡ nhá. Cái rốt này của em là do mụn trứng cá em ạ. Đấy. Mụn trứng cá để lại rốt rất là nhiều. Cái này là do mụn em bị đi bị lại nhiều lần đấy. Đấy. Nó tạo nên cái hình ảnh là rỗ. Tuy nhiên hiện tại bây giờ da của em cũng có hàng nghìn cái mụn dưới da. Đấy, chi chít. Đấy, và nó có thể viêm thành mủ như thế này. Đấy, cái rốt này anh có thể điều trị để phục hồi được khoảng 60-70%. Tuy nhiên nó phải khỏi mụn đã em ạ. Đấy, nên là bây giờ mình phải điều trị mụn trước nhá. Điều trị mụn thì hôm nay mình sẽ làm cái hút tắc nghẽn và mình làm xử lý nhân bằng laser. Nên anh kia đơn cho em. Mục tiêu của mình là sau khoảng 1 tháng thì nó phải khỏi mụn được khoảng 80% nhá. Thì sau đấy mình sẽ xử lý cái rỗ được chưa. Về nhà hạn chế ăn đồ cái nóng và dầu mỡ nhá. Không sửa tay lên mặt, không kệ nặng. Mình có sử dụng sản phẩm gì để mình bôi lên trên mặt không? Mình dùng cái gì thế? Sữa rửa mặt, toner, lotion rửa ẩn. Dùng đấy là bị lại lên hơn nhiều hơn đúng không? Đúng rồi. Cái mụn này của em nó là cái mụn ẩn dưới da rất là nhiều. Có một số cái nó mủ này là do bị viêm này. Về nhà em đừng sờ tay lên mặt, đừng cậy nặn nhé. Vay sờ không? Hạn chế thức khuya nhé, phải chưa? Thứ hai nữa là cái này mình phải điều trị đúng. Một là mình phải làm cái hút tắc nghẽn để nó đỡ lên cái mụn ẩn. Thứ hai là mình xử lý kinh nhân. Thứ ba là anh kê đơn, thường là mục tiêu khoảng 1 tháng nó phải đỡ được 80-90% rồi nhá. Về nhà chú ý mấy cái anh dặn nhá, được chưa nhá? Ok anh có vẻ thấy là của em nó nhiều đấy, khá là nhiều. Em có hay sửa tay lên mặt không? Giờ em ít rồi. Nhưng hồi xưa? Hồi xưa thì nhiều nhiều. Hồi xưa là cách đây 1 tuần hay 2 tuần? Ngày xưa là tầm Tết ấy. Trước Tết 6 tháng rồi. Cái anh nghĩ là cái này mụn của em nó phải có nhiều đợt rồi. Chứ đợt này đợt nặng lên thôi. Tại sao anh lại nói thế? Bởi vì da của em có rất nhiều những cái sẹo và vết thâm với các lứa tuổi khác nhau. Đấy, thế là chứng tỏ là của em nó phải có những đợt của em nó đỡ, xong rồi nó lại nặng lên, xong rồi nó lại đỡ, kiểu như thế, đúng không? Đúng rồi. Em được vén cái tóc này anh xem nào. Chán cũng có. Trên chán em cũng có nè. Đấy, nhưng mà chủ yếu tập trung ở hai bên má với cả phần miệng là chính này. Việc thứ nhất là anh nghĩ là em nên bỏ khẩu trang nhé, theo anh là. Da của Huy thì nó là da dầu chị ạ. Làn da bạn hơi dầu một chút xíu, dẫn đến là nó dễ bị tắc và nó dễ lên những cái mụn ẩn, mụn viêm. Đấy, nhá. Là cái mụn này thì nếu mà mình để này là nó bị thành nhiều sẹo mà thâm. Cháu có hay sờ tay lên mặt không? Hơi hơi đúng không? Cháu có dùng cái thuốc gì để bôi không? Có, chắc cứ rửa sữa rửa mặt đấy. Nhưng mà chú nghĩ chắc nó không phù hợp đâu, bởi vì là chú thấy nó không ổn đâu. Em cứ cho cháu xem như nào, cho cháu chứ không gì. Nhưng năm nay cứ bảo dậy thì năm nay cứ vẫn như thế này. Dậy thì nó chỉ là một phần của quá trình đấy thôi. Nguyên nhân của nó có nhiều nguyên nhân lắm. Dậy thì nó chỉ là một phần nhá. Nhất là cháu về hạn chế ăn đồ cây nóng với dầu mỡ, không được sờ tay lên mặt, không kệ nặng. Cháu nên hạn chế thức khuya nhá, bởi vì thức khuya nó lên mụn. Với cả là trên trán cháu có nhiều mụn ấy, thì cháu nên để tóc nó gọn lên một chút, bởi vì tóc của cháu nó là keratin. Khi mà nó cứ gió nó trà sát qua lại này này thì nó sẽ mang vi khuẩn từ chỗ mụn này sang một chỗ không có mụn. Thế là cháu lại bị viêm. Đấy, và thứ hai nó tăng thâm nhá. Yeah. Hiểu chứ nhỉ? Thứ hai là hôm nay mình phải điều trị đúng. Một là mình sẽ làm cái laser để xử lý cái nhân mụn, hai là làm cái hút tắc nghẽn để nó đỡ lên mụn ẩn. Và kê đơn, mục tiêu của mình là của bạn này sau khoảng 3 đến 4 tuần nó phải đỡ được khoảng tầm độ 80-80%. Có chứ? Bạn ấy bị khá thâm thì chị có thể cân nhắc cho bạn ấy làm cái trị thâm nhá chị nhá. Em nên mua một cái mũ mà nó có phần mà lưỡi chai nó che được cái phần mặt của em cả xuống miệng. Tốt hơn là em bôi một cái mũ mà lại phải đeo khẩu trang, bởi vì em sẽ bị nặng hơn nếu em đeo khẩu trang nhé. Cái này thì phải điều trị đúng em ạ. Một là mình phải làm sạch da này,
để nó đỡ lên mụn ẩn. Thứ hai là xử lý cái nhân bằng công nghệ laser. Thứ ba là anh kê đơn cho em. Mục tiêu của mình là sau khoảng 1 tháng nó phải đỡ được khoảng 80-90%. Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế cay nóng và dầu mỡ, không sờ tay lên mặt, không kệ nặng. Thế khó không? Dễ gì? Sao em bỏ ăn cay rồi? Với em phải hạn chế thức khuya nha em nhé. Đấy là mấy cái tối thiểu, đúng không? Trứng cá này của em nhé, vừa có sẹo này vừa có vết thâm, và mặt thì nó toàn là trứng cá mạch lươn như em ạ. Đấy, như bên này tất cả trứng cá này mạch lươn. Em hay sờ tay vào nó, hay sờ tay vào, đừng sờ tay vào nha em nhé, vì càng sờ tay thì nó lại càng nặng đấy em ạ nhé. Sẹo nặng quá, cái này phải điều trị bài bản thì nó mới ổn đấy em ạ. Thông thường mình điều trị thì nó sẽ rất là tốt, cố gắng trong vòng 1 tháng thì nó đỡ được khoảng độ 80% gì đó, em hiểu không? Nhá, phải điều trị bài bản nhé. Hôm nay thì mình phải xử lý laser mụn này, thứ hai nữa là mình phải dùng thuốc uống thuốc bôi nhé. Một tuần sau thì khám lại em nhé. Đưa cho em một cái lọ bé bé bạn bảo huyết thanh, nhưng em nhìn thấy giống giống thiệu thuốc con hay là em dừng luôn. Em điều trị ở cái spa nào? Spa Queen là bên Gia Lâm. À, hơi tiếc bởi vì anh thấy của em nó có nhiều cái sẹo rỗ ở đây rồi này, nhiều phết. À, ngày trước năm 2015 là em khám ở Gia Liễu Trung ương. Ừ. Em có lặng mụn này. À, thế. Yeah. Thế rồi đấy phải nặng lắm nhỉ? Có nặng không? Rất nặng. Ok. Bây giờ của em thì nó xung quanh miệng đều có rất là nhiều mụn viêm nhiều, và có cả mụn mủ nữa em ạ nhé. Thứ nhất là em không nên đeo khẩu trang, theo anh là thế. Bởi vì mụn tập trung quanh vùng miệng này thì nó liên quan đến vấn đề yếu tố tiếp xúc nữa. Nên là em không nên đeo khẩu trang. Nên đội một cái mũ này, em đi xe máy nó có một cái mũ vào mà mình có cái kính ụp xuống được vùng mặt ấy, thì sẽ tốt hơn là một, đúng không nhỉ? Thứ hai là về nhà em hạn chế ăn đồ cái nóng và dầu mỡ nhé. Không sờ tay lên mặt, không kệ nặng. Đấy, còn cái này mình phải điều trị đúng. Thứ nhất là hôm nay anh cho em làm cái hút tắc nghẽn. Thứ hai là xử lý cái nhân mụn. Nhưng mà công nghệ laser ở đây xử lý cái đầu nó bé như cái sợi tóc này, nó không để lại tổn thương gì trên da em hết, không để lại cái sẹo nào cả. Và mục tiêu của mình thì sau khoảng 1 tháng của em nó phải đỡ được khoảng 80-90% nhé. Yeah. Được chưa? Hãy về nhà nhớ phối hợp với anh cho nó nhanh nhé. Yeah. Đây là dưới da của em, nó là những cái mụn kiểu viêm nhỉ? Yeah. Vâng. Viêm xong rồi là nó có mủ ở trong. Có mủ ở trong thật luôn. Xong rồi là không điều trị gì à? Không ạ. Kệ nó luôn. Em bôi thuốc thì nó đỡ, nhưng mà nó lại hết thuốc lại. Rồi, cái này thì em điều trị, tự điều trị không khỏi. Vâng. Vì của em nó là những cái nhọt cộng với cả là mụn ẩn, mụn viêm dưới da nhiều. Hơi tiếc là có sẹo vết thâm rồi. Cái này mình phải điều trị đúng không ạ? Một là mình phải làm cái hút tắc nghẽn để nó đỡ lên cái mụn ẩn này này. Vâng. Thứ hai là xử lý cái nhân bằng công nghệ laser. Thứ ba là anh kê đơn cho em. Mục tiêu là 1 tháng thì nó phải đỡ được khoảng 80-90%. Vâng. Để làm được như thế thì như anh nói là về nhà em phải làm hạn chế đồ cái nóng và dầu mỡ. Vâng. Không sờ cái mặt, không kệ nặng nhé. Vâng. Cái đấy khó. Vâng. Cái đấy khó không? Không, dễ được. Đúng không? Vâng. Và cứ 1 tuần em đi khám 1 lần nhé. Hôm nay mình đúng rồi, hôm nay mình sẽ làm sạch và xử lý nhân mụn nha em nhé. Vâng. Anh kê đơn cho em nặng quá. Bôi à? Của em nó bị nhiều quá. Chỉ chít mụn nó dưới da em có hàng nghìn nốt đấy nhỉ. Yeah. Nhiều quá. Cái bên phía dưới này thế này, chặt tới toàn là mụn, là mụn. Căng da ra thấy càng nhiều. Bên này xem nào. Cái này của em là em dùng một cái sản phẩm gì đấy mà nó phản ứng gây đến hiện tượng bít tắc toàn bộ vùng nang lông của em ấy. Nó lên rất nhiều mụn ẩn, và cứ mà có viêm cái là sinh mủ cái này này. Cái này em phải điều trị đúng nhá. Một là mình phải làm hút tắc nghẽn để đỡ lên mụn ẩn này. Hai là mình xử lý cái nhân mụn. Thứ ba nữa là anh sẽ kê đơn cho em. Mục tiêu của em là, mục tiêu của mình ấy là 1 tháng đến hơn 1 tháng mình phải đỡ được khoảng 80-90% nhá. Về nhà em hạn chế ăn đồ cay nóng và dầu mỡ. Không sờ tay lên mặt, không kệ nặng nhá. Không thức khuya. Đi chơi rồi. Thế thì tí nữa sẽ làm hút tắc nghẽn, mới xử lý laser thôi, cho nó sáng da lên thôi nhá. Vâng. Còn hôm sau thì mới xử lý mụn, được chưa? Em thấy có đỡ tí nào? Có đỡ. À, nhưng mà nặng quá nhỉ. Hôm nay mình sẽ làm hút tắc nghẽn, xử lý nhân mụn nhé. Thế là cố gắng đến nước đều, đúng nhỉ? Vâng. Đừng chạch quá, nhé em nhé. Okay.